Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái loại rice toner mà mình xài, mình rất là thích của Nhật. Mình mua và mình đã xài được một thời gian rồi, mình thấy nó tốt quá cho nên là mình phải chia sẻ để mọi người cùng xài chung với mình. Thường á là buổi sáng hoặc là buổi tối sau khi mình rửa mặt và mình để khô tự nhiên rồi á thì mình sẽ đắp cái này lên mặt như là toner. Đây nè các bạn, cái hiệu nó là Momo Tenny, trên cái lọ nó để là White Moisture Lotion. Hôm trước mình đi chợ Nhật thì mình thấy nó trên một cái kệ mỹ phẩm, tại vì mình rất là thích đi chợ Nhật, hầu như là tuần nào cũng phải đi một lần. Thì mình vô mình đọc, mình thấy nó để là những cái sản phẩm này được làm từ gạo. Mình vẫn nhớ đó là cái lúc nhỏ của mình đó, bà ngoại của mình chỉ mình là nếu mà muốn cho da mặt đẹp hay mịn thì rửa mặt bằng nước vo gạo. Bà hay bảo là con để dành nước vo gạo lại để con rửa mặt cho da mặt con nó đẹp. Thì mình vẫn nhớ, nhưng mà lâu nay mình không có làm vậy nữa. Lâu nay khi mà lớn rồi, ở riêng rồi, đi lấy chồng, mỗi lần rửa mặt xong là mỗi lần vo gạo xong là đổ hết nước thì đâu có nhớ giữ lại đâu. Thì mình lúc mà mình thấy là họ để là họ làm từ gạo đó các bạn, tại vì mình đọc rất là nhiều, là tại vì có nhiều cái sản phẩm skincare mà làm từ gạo á thì nó thiên nhiên, nó tự nhiên, nó tốt, nó không có hóa chất nhiều, đúng không? Mình nghe nó tạo cho mình một cái cảm giác, mình cảm thấy mình yên tâm thì mình mua thử. Thật sự giá của nó rất là rẻ, hôm bữa mình trả có khoảng hình như 11 12 đồng gì cho cái lọ này. Và mình xài lâu lắm rồi các bạn, chắc mình nghĩ chắc chắc cũng phải 2 3 tháng gì đó. Tại vì mỗi lần mình rửa mặt xong rồi mình để lên mặt của mình. Thì theo như mình tìm hiểu thì cái tác dụng của nó đó là nó giúp cho mình, cái da của mình nó kềm hãm cái chất melanin. Melanin là cái chất mà các bạn đi ra ngoài nắng nó làm cho da bạn bị sạm nắng, bị bắt nắng, bị sunspot, bị nám da. Rồi nó làm cho lỗ chân lông của mình khít lại. Thật sự thì mình là mình chăm sóc da hơn là mình đầu tư tiền cho make up. Mình không có biết make up. Nếu mà đi làm thì chỉ có kẻ chân mày, chải lông mi hay là kẻ mắt là xong, là hết rồi. Các bạn thấy mình quanh năm ngày tháng có một kiểu vậy thôi. Nhưng mà skincare thì mình có thể nói về skincare thì mình đầu tư nhiều hơn. Mình xài cái món này với lại mình xài SK-II. Thì mình thấy thật sự SK-II mình trả gần 200 đồng cho cái loại SK-II này. Và mình không biết nó tốt hơn chỗ nào, nhưng mà cái cảm giác dễ chịu mà khi mà mình bỏ lên da mặt của mình nó mát và nó nhẹ, nó làm cho mình thật sự là mình thích cái loại cái rice toner này hơn các bạn. Mà các bạn biết không, cái điều mà mình rất là thích đó là alcohol free. Vì nếu mà các bạn, nhiều bạn xài toner sẽ thấy là có nhiều loại toner nó có alcohol trong đó nên là nó không có tốt cho da của mình đâu. Đó là mình nghĩ là vậy, tại vì bản thân mình á, mình try nhiều loại rồi, vì mình có một cái làn da, da của mình là da nhạy cảm. Nếu mà mình bỏ lên cái gì đó mà nó không có cảm thấy nó không chịu là nó phản ứng liền, nó nổi mẩn đỏ, là nó các bạn sẽ thấy nó sần 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 lên rất là xấu. Tại vì các bạn biết không, mình không có biết đánh foundation, mà mình cũng không có ý định là đánh foundation, tại mình cảm giác nếu mà mình đánh foundation cái da của mình nó bị dày, hay là tại vì mình không có biết đánh. Nhưng mà đây là da mặt thật của mình chỉ có bỏ là skin care dưỡng ẩm rồi sun block lên thôi, nên là xài thế tốt thì chia sẻ với các bạn để mọi người cùng xài với mình. Nhiều khi mình thấy mừng á, mình cảm giác giống như là mình nhặt được một cái bí kíp vậy đó, hên quá làm sao tự nhiên không ai chỉ rồi nhào vô mua xài thử mà thấy thích quá. Tại vì mỗi lần mình bỏ lên mình cũng cứ cảm thấy cái da của mình nó ẩm nữa, nó không có bị khô. Trời ơi, kali khô lắm các bạn, nhất là mùa nắng thì nó nóng, mà trời lạnh thì các bạn mở mở máy sưởi nó cũng làm cho da của mình nó bị mất nước, nó khô nữa. Cho nên là mình dùng cái loại này mình quá là ưng ý đi. Và nhất là nó lại, mình nghĩ là giống như mình có cảm giác như nó không để organic, nhưng mà mình cảm giác là nó organic. Là tại vì nó làm bằng gạo rồi, nó không có alcohol rồi, nó lại là sản phẩm của Nhật nữa. Cho nên là mình xài và mình cảm thấy rất là yên tâm.
và mình cảm thấy như là mình được một cái món gì hời lắm, là tại vì nó quá tốt mà nó lại quá rẻ, trong khi bù lại với SK2 mình trả gần 200 đồng cho một cái lọ này, mình không nhớ 170 mấy đô hay sao lên mua mà không nhớ giá tiền, nhưng mà cộng thuế vô nữa các bạn thì cũng thêm mười mấy đồng tiền thuế nữa. Nên là chia sẻ với các bạn nhớ nha, hiệu này nè, Momotani White Moisture Lotion. Rồi, các bạn xài thử nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại sau. Bye.